chào mọi người, lại Tuyên đây. Cảm ơn mọi người đã quay lại hành trình khám phá Trường Sa của Tuyên cùng với anh em. Hiện tại thì Tuyên với anh em vừa lặn lên một tăng đầu tiên và giờ sắp sửa lại chuẩn bị lặn tăng tiếp theo. Thì như Tuyên đã hứa để đi Trường Sa và quay những cái video mọi người biết được cuộc sống trên tàu lớn và cuộc lặn biển tại tàu nhỏ như hôm nay cho cả nhà mình để hiểu thêm. Mấy anh em vừa lặn lên một tăng á, cũng ăn miếng bánh và uống bịch sữa rồi nghỉ ngơi khoảng 5 phút hút một điếu thuốc rồi anh em lại lặn tiếp nha. Còn đây là mấy anh em vừa ăn bánh hút thuốc xong thì cũng mới vừa ăn cái bánh nhì. Thì chiếc không buồn nào có bạn Bảo nè, anh Vũ, bạn Tâm và anh Con. Bạn Tâm mới vừa dòng lái lên tăng đầu tiên, tăng tiếp theo phải thay tài, không biết tăng này ai chẳng lái, Bao hả? Con hả? Tăng này thì anh Con sẽ dòng lái thay cho bố anh em mình lặn. Rồi, lai hoài thì cũng tới giờ lặn nha, uống sữa, hút thuốc, ăn bánh thì mấy anh em cũng ráng bao tử xong xuôi hết rồi. Rồi, nói gì thì nói, Tuyên cũng cảm ơn mọi người đã xem video. Sẵn tiện đây, Tuyên xin mọi người một like và một đăng ký kênh để ủng hộ Tuyên với anh em hành trình Trường Sa này nha. Còn bây giờ thì Tuyên sẽ dắt mọi người xuống săn bắt hải sản tại đảo Tóc Tang, Trường Sa, Việt Nam, cách đảo Phú Quý khoảng 35-30 hải lý. Giờ thì mời mọi người đi săn bắt giữa đại dương cùng với Tuyên. Vừa xuống tới đáy thì Tuyên phát hiện ra một con cá mú lé. Cả nhà biết tên cá này tên gì thì cho Tuyên biết thêm, chứ Tuyên thì chỉ biết là cá mú lé thôi. Cá này thì sẽ phơi khô ăn cũng ngon. Còn cá thò này là cá thò lai, không phải như cá thò gần đảo Phú Quý cả nhà. Ở Trường Sa thì cũng không có cá thò như đảo Phú Quý đâu. Cái nhà để ý kỹ thì hai cái màu sắc nó khác nhau nha. Cái này thì anh em mình không có bắt. Còn hào hương này, hào hương này có màu rất là đẹp luôn. Thì con này Tuyên sẽ bắt lên để sáng mai chế mì tôm ăn. Cũng khá lâu rồi chưa ăn lại cái con hào hương này. Đi Trường Sa thì anh em mình làm biến bắt lên để ăn lắm. Nhưng mà đã Phú Quý thì mấy anh em mình sẽ bắt về mang về bán cho thương lái. Ồ, cái con hào hương này nó to khổ tổ bố luôn. Nó kẹp cứng lắm. Chút cái chữa đây không muốn nổi luôn á mọi người. Đấy, cả nhà để ý cái con hào hương này nó to bằng cái đầu của Tuyên luôn à. To lắm nha. Nó khép lại là lái không có được đâu, cho nên Tuyên sẽ thẻ nó lại. Chỗ này có tận hai con cá luôn. Tuyên sẽ bắt cái con cá hồng gì à. Ba con luôn cả nhà. Một con cá dừa đen nữa. Ồ, nó chạy mất tiêu rồi. Hình như là Tuyên đã xâm được nó rồi. Thì cá nó đa số là ngủ ở trong những cái tảng đá nha mọi người. Sau một hồi lai hoai thì Tuyên cũng đã loa được cái con cá ra. Cái này là cái cắp sộp, còn gọi là đỏ nách. Cái clắng này, cái clắng ở Trường Sa thì có rất là nhiều, nó giải rác khắp nơi. Nhưng mà cái này nó lanh lắm, thanh đèn là nó hay chạy bị động. Còn cái thất giáo, không biết cả nhà mình có nhiều tên gọi chung chung như thế nào. Đây là những tên gọi anh em ở ngoài đảo Phú Quý Tuyên đặt. Còn có tên phổ thông và tên khoai học thì nó lại khác nha. Cái này thì ăn khá béo luôn. Nhưng mà cái này nó hay bị cứng cái thịt của nó. Còn cái to đầu, thằng này đi nãy giờ Tuyên chủ yếu toàn là cá, chưa được con hả xăm gai nào. Bụi san hô đỏ nè. San hô này là san hô sống, nhìn màu sắc rất chi là rực rỡ luôn. Một con khét lắng nữa. Con này nó ngủ khôn ghê. Nó chạy mất tiêu rồi. Mấy cái con mà đã xâm trúng một phát thì nó khá yếu nha cả nhà. Thì đa số là Tuyên sẽ bắt được 10 con thì chỉ chạy 1-2 con thôi.
Kiệt lắng này thì bán với giá là 52.000 một ký. Còn đây là một con cái bò hòm này. Cái bò hòm thì kể nhà mình về nướng mọi hoặc là hấp lên, cuốn bánh tráng ăn cũng ngon lắm. Một con cua đen càng với lại cái bò đỏ đuôi. Mấy cái con cua đen càng này mà con nhọn nó to thiệt sự á. Nhưng mà anh em thì không có ăn. Số này sẽ bắt lên cho bò dép. Cái bò dép á cả nhà, nó rất là thích cua luôn nha. Thêm một bụi san hô đỏ nữa. Ui, chỗ này quét trời san hô màu sắc rực rỡ luôn cả nhà. Mấy cái bụi này là san hô sống nè, nó đều phát triển to và phát triển lớn hơn nữa. Có mấy cái con sa biển gai là nó tới thì nó ăn sạch sạch bách luôn, không có sống nổi. Cái cụm này như một bức lanh tuyệt vời. Và đây là sò ta tượng. Thì do sò ta tượng á, ở đường xe tiền nói nó nhiều bé bèo luôn. Đi vô trong cái hồ á, có thể là vài trăm con đi một tăng. Sò này thì đang liệt kê vào trong danh sách bảo tồn, cho nên mới đem mình không có bắt. Con này thì dài tầm 40 cm. Cái to đầu nữa nè, có vẻ là chỗ này nhiều ké như thế này hơn. Một cái bụi san hô rất là đẹp luôn, nó mọc lên chóp đá này. Khỏe thật mà nói, dưới đại dương nhiều cảnh cực kỳ đẹp. Em cái lóc nhiếm nhìn tới là nghĩ ra được món ngay. Sẽ ớt lên thêm vào lon bia nữa là ăn hết sảy. Cái nóc nhím là một trong những loài mà thương lái mua tất tần tật từ dê tới nội tạng bên phía lăng. Còn cái rắn khé to nữa nè cả nhà. Con này ngủ khé kỹ luôn, nhưng mà đã bị tiên phát hiện ra. Ôi, tiên đã tóm gọn được rồi. Con này 1.5 kg. To nha. Kiếm cũng gần cả 100.000 trên một con. Thêm một em nữa. Có vẻ là anh con đã chạy tới cái vị trí có những cái con cá trắng to to đùng đùng như thế này để cho mấy anh em mình bắt. Thì cá này anh em rất là khoái luôn, cứ đi một tăng vài chục con là kiếm vài chục ký lô, kiếm vài triệu bạc rồi. Lần cá hang đá này em tiên phát hiện ra một con cá nè mọi người. Tiên biết là con cá hồng gì rồi nha. Để tiên thò cái chĩa vào thử có tới không. Có nhiều con nó ngủ khá kỹ luôn và ngủ trong cái hang rất là sâu. Tiền chĩa không được rồi, hình như là nó còn nép. Thì mấy cái con cá hồng dìa này á, một khi nó đã có điểm tựa rồi là nó nép trong hang kỹ lắm, không có chạy ra ngoài đâu. Về sau phát thứ hai thì em tiên cũng loa nó ra được nè. Con này to. Cái hồng dìa này chiên giòn hoặc là sốt chè ăn ngon bé trái bồ chét luôn. Thì đa số là bác Kha lên sẽ làm muống ra rồi nấu canh chua hoặc là nấu canh lá quế, đơn giản về chất lượng. Cứ thấy cái nó màu đỏ, màu kem, màu hồng là khoái à. Thì nói con này khá bự luôn nha, khoảng kiếm mấy 2 ký á. Đấy, to hơn các bàn tay xì luôn. Kể nhà cứ hình dung các bàn tay mình như thế nào xì ra luôn à. Cái này thì ở đường xe có nhiều chỗ cũng khá nhiều. Nói chung ở đường xe thì cái gì cũng nhiều. Ốc que nè, ốc đón. Ốc này thì mấy năm trước anh em mình lấy ruột tươi ra để bán. Nhưng mà bây giờ luộc lên lấy ruột rất là dễ dàng luôn. Bán ruột ăn rất là ngon. Một con cá đẹp trai nè, còn gọi là cá mối răng. Cái này màu sắc khá đẹp luôn. Nó chạy kìa mọi người. Thì cái này anh em mình sẽ bắt để nuôi sống nha cả nhà. Cái mối là một trong loài được hạn chế bắt thôi. Con này nó khôn quá, nó chạy đi khé xe. Rồi khi mà bỏ vào trong vợt thì tiên cũng kiếm được vài trăm nghìn cái con cá này. Bắt sống thì 150.000 một kg.
mà anh em mình chỉ bắt con trên 1,5 kg, 2 kg, thêm hơn con ốc nữa. Còn đây là con quẻ cầu ga chuông gió, rất là nhiều con có màu sắc rất là rực rỡ như thế này. Riêng con này thì Tiên thấy nó đỏ lì đỏ liếc, đẹp ghê chưa, công nhận là đẹp thiệt sự, Tiên cực kỳ khóa luôn. Con ốc nữa nè, những cái con ốc que này khi mà chuyến về Tết xong á, tức là Tết xong là ở ngoài Tiên bắt đầu đi biển Trường Sa đi về khá là nhiều luôn nha em. Cái nóc nhím nữa nè, có vẻ là tăng này Tiên cũng bày bè hải sản khấm khé một chút. Còn cái nóc nhím này thì hơi nhỏ rồi cả nhà. Tiên thì cái con nhỏ nè, với lại con có trứng thì Tiên không có bắt nha. Về đây là con ốc nón to cho bé luôn. Ôi trời, con này khá to luôn mọi người ơi, 300-400 gram á, nặng lắm. Tiên may mắn rồi mọi người ơi, một em mực nang chua chè. Mực nang ở Đường Xe có sớm hơn ở đèo Phú Quý, khá mừng luôn. Con này cũng khá to. Rồi Tiên xăm một phát được ngay nè, để ghê. Thì mực nang này bắt đầu có nhiều khoảng tháng 8 đến tháng 3 âm lịch, đỉnh điểm nhất là tháng 12 âm lịch nha, tức là gần Tết. Thì mấy anh em mình sẽ đi thăm mực nang, về bắt mực nang. Chu kỳ của mực nang sau khi mà nó đẻ xong là nó sẽ tự chết luôn. Tức có nghĩa là nó đẻ xong nó sẽ giữ trứng để cho con khác khỏi ăn cái trứng. Thật ra thì cái trứng đó là tự nó sinh sản được nha cả nhà. Nó để ra là tự nó nở lên và phát triển ra một chu kỳ mới. Còn này tiền độ đâu đó khoảng 2,5 kg đến 3 kg, toàn là mấy cái con mực nang to to bự bự thôi. Và bây giờ thì anh em mình cũng tới giờ lên rồi, nhanh ghê. Lai quang tí mà cũng đã 2,5 tiếng. Cứ thấy có sợi dây đé là biết tới giờ lên. Thì đây là thành quả của Tiên, được có mớ thôi. Rồi giờ mời mọi người lên xem thành quả của mấy anh em mình. Ồ, chỗ này có rất là nhiều cái cơm luôn nè. Cái cơm Trường Sa thì khỏi nói, Tiên có một video bắt cái cơm, và một video đó cực kỳ hấp dẫn luôn, Tiên sẽ quay cho cả nhà mình xem. Tiên nói cái chỗ này cái cơm nó nhiều bé bèo luôn, cả nhà cũng có thể hình dung ra được, nhiều lắm. Đây cả nhà, anh em mình cũng là một tăng đài tập tẻ tập tơi luôn. Mưa ốc với lại mấy con ké được một em mực nang kim ấy ở Trường Sa mà hàng như này. Đây nghe nhìn thấy không phải nó dày dẻ như mọi người nghĩ đâu nha, kiếm có đồng tiền cũng cực khổ lắm, không phải đi ra Trường Sa là hải sản nó sẽ nhiều, có nhiều đêm có nhiều đêm không. Như hôm nay tăng này thì mấy anh em thừa thớt, nhưng mà được cái con ké to to không này. Đây, cái con ké đó anh Vũ chị ở đây, cái cuốc gọi ở ngoài tiêu gọi là cái cuốc chim cuốc cái mú. Đây là con ké hồng di ở đây, với lại ké mới đem bỏ một đồng một cái vợt. Nó nói không có mà ké cũng đường vợt á, tại ké ở đây nó to, còn ké ở đây Phú Quý nó hơi nhỏ. Đây là ké to đầu này, cấp sụp to đầu. Ké ở Đường Xe thì ăn không có ngon nha mọi người, ăn nó dở ẹt à, nó không có béo bằng ké ở đây Phú Quý đâu. Sao được mười mấy ký bì nữa bao
Xong bây giờ bác em sẽ về lại tàu lớn nha, để bốc hải sản lên bảo quản. Giờ thì phần cái sợi dây đã lên cắt được. Mọi người thấy cái cờ ở ngoài đây rất là nhiều luôn nè. Tôi thấy anh đẹp là sẽ chạy lại nhảy cái cờ nhảy luôn. Rồi bây giờ mình phần dây lên sẽ bắt đầu về hải sản nha, tàu lớn tàu mẹ. À, thấy đèn tin đang có anh dây không mọi người? Này mọi người. Bảo cầm cây đam mê đó mọi người. Tập tành làm. Họ lên thấy họ đẹp. Đây mọi người, hiện tại thì với ba anh em cũng về tới tàu lớn rồi. Tới tàu mẹ mua luôn, dọn dẹp hải sản xong. Vậy thật mà nói thì do là mưa với lại mấy anh em lưu bu để cho từ đấy nó khỏi tan á thì chưa có quay nha. Cho nên là tiên về tới tàu mẹ thì mua tầm trẻ luôn nha. Đây nè, chú hai lớn tuổi đang có phơi đồ ở chân này nè, chỗ phơi đồ của tiên với chú hai. Làm được chú hai không? Đâu không lạnh à? Lắm. Chú hai ơi được làm luôn rồi. Tiên cũng mới vừa chọn dẹp xong mà giờ chuẩn bị phơi đồ nè. Đây nè, có anh em cũng vừa chọn dẹp xong nè, đổ mưa mưa không ngớt luôn nè. Mọi người thấy có thể thấy là mưa khá to nha. Anh em ơi cũng lạnh lẽo hết đó. Đường cái mà cũng may về cái tàu mẹ nó có mùi nè. Anh em ơi chui vào nó ấm chứ còn mày ở kia đâu, nó còn mát mẻ, nó còn nhắc nhắc hơn nữa. Quá anh em vừa đánh vào trước đi về sau, ở về sau đó đem ở đây có tắm ở đó thì là phơi đốt cái đống đồ chỗ này, sau đó rồi đi về tắm rồi tiền đi phơi đồ cho để thì phải mặc cái áo mưa này để cho nó khỏi bị lạnh gió. Nếu mà không có mặc áo mưa thì sẽ bị lạnh gió. Thì đêm nay tiền lạnh không có bị bắt mưa, nhưng mà về tới cái đô tàu mẹ là thì mưa tầm thẻ luôn. Đây đây chỗ này nó ngập như là một cái khi suối luôn nè. Ồ ở đây đây nó xài cũng cái trời luôn, vừa cũng nhiều nước lắm mọi người. Ồ thấy không mọi người, thì thấy thì nước bé nhiều luôn. Đây chỗ này nó ngập thôi, chỗ này là sao nó bị lũ rồi cả nhà, nên nó thấm xuống phía dưới luôn nha. Ở đi trên sườn xe đây nhiều cá cũng hay ho lắm, có nhiều cái kỷ niệm coi cho cả nhà mình xem. Thì cuộc sống trên đường xe đa số là mưa nó dễ nhiều hơn. Ở dưới này là chỗ tắm của anh em, tí nữa anh em sẽ vô này để nhậu nhẹt chơi. Rồi, có lẽ là video của Tiên lần biển hôm nay cũng kết thúc là đâu. Số này Tiên sẽ quay một buổi sáng anh em cập về tàu mẹ để bốc hải sản lên cho cả nhà mình xem. Nhưng mà thật sự mà nói là do về công việc mưa quá, với lại trời mưa to thì không có thời gian quay nha. Cho nên Tiên cũng mong mọi người thông cảm cho Tiên, thì Tiên sẽ quay nhiều video cho cả nhà mình xem hơn. Còn bây giờ thì Tiên chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ Tiên. Thì sẵn Tiên ra cho Tiên một like và một đăng ký kênh để ủng hộ hành trình làm biển cường xe đầy bất vẻ này của Tiên của anh em nha. Chúc tất cả cô chú chị và các bạn ngủ ngon. Hẹn mọi người vào video hành trình cường xe tiếp theo. Giờ thì Tiên đi phơi đồ tiếp đây. Chào mọi người.